Xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong cái bản tin sức khỏe của chúng tôi trên kênh Sức khỏe hạnh phúc ngày hôm nay. Và trong cái bản tin sức khỏe ngày hôm nay, chúng tôi xin cung cấp với quý anh chị và các bạn một cái thông tin rất tuyệt vời về cái việc mà uống nước nóng buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ sẽ mang lại những cái lợi ích gì. Quý anh chị thân mến, uống nước nóng vào buổi sáng và trước khi đi ngủ sẽ mang lại rất nhiều cái lợi ích cho sức khỏe và hỗ trợ trong cái việc mà loại bỏ một số các cái căn bệnh. Và theo y học truyền thông Ấn Độ thì bạn nên uống một cốc nước nóng vào buổi sáng và tối sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Uống nước nóng, lưu ý là cái nước nóng chỉ nên ở cái nhiệt độ từ 49 đến 60 độ C, đặc biệt là vào sáng sớm hoặc là trước khi đi ngủ, còn hỗ trợ loại bỏ một số các cái căn bệnh mà chút nữa chúng tôi sẽ giới thiệu với quý anh chị và các bạn. Thì theo truyền thông của Ấn Độ thì cho rằng nước nóng mang lại cái sự cân bằng nên lửa là tượng trưng cho cái sự hô hấp, tiêu hóa và tuần hoàn, đất là tượng trưng cho tóc, xương, da, răng và cơ quan nội tạng. Vì vậy mà các bạn hãy tập cái thói quen là uống nước nóng mỗi ngày để loại bỏ 10 cái căn bệnh dưới đây. Dưới đây là tác dụng của cái việc mà uống nước nóng đúng cách. Thứ nhất là chúng sẽ cải thiện được cái hệ tiêu hóa. Thì hầu hết chúng ta đều uống nước sau mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, thay vì uống một cốc nước mát, bạn hãy uống một cốc nước ấm để tiêu hóa hết được cái thức ăn. Thứ hai là chữa táo bón. Khác với uống nước mát, uống một cái cốc nước ấm vào buổi sáng có thể giúp nhu động ruột hoạt động nuột nà hơn và giảm cái tình trạng táo bón. Cái thứ ba là giảm đau họng. Uống nước nóng là một trong những cái phương pháp điều trị đau họng tự nhiên mà hiệu quả nhất. Nó giúp hòa tan và loại bỏ đờm ở đường hô hấp và do đó nhanh chóng hết đau họng. Và cái tác dụng thứ tư đây là hạn chế chuột rút. Với những người thường xuyên phải hứng chịu những cái cơn đau do chuột rút thì uống nước ấm có thể giải quyết cái tình trạng đó ngay lập tức. Nó khiến các cái cơ bụng dễ chịu hơn, tăng cường lưu thông máu và từ đó hạn chế bị chuột rút. Và cái tác dụng thứ năm đấy là thải độc trong cơ thể. Uống một cốc nước ấm hoặc nước nóng vào buổi sáng giúp đào thải các cái chất độc ra khỏi cơ thể. Nước ấm giúp phá vỡ thức ăn nhanh hơn so với nước mát. Và tác dụng thứ sáu là làm giảm nghẹt mũi. Hơi ấm của nước nóng tạo ra cái hơi nước, hít thật sâu hơi nước này trong khi chúng ta đang cầm một cái cốc nước nóng có thể giúp nới lỏng các cái xoang bị tắc và giảm đau đầu. Ngoài ra thì uống nước nóng còn làm ấm cổ, giúp cổ họng dịu đi do bị tích tụ chất nhầy. Và cái tác dụng thứ bảy là làm dịu hệ thần kinh trung ương. Uống nước nóng có thể làm dịu cái hệ thống thần kinh trung ương và bôi trơn cơ thể, nhất là với những người bị viêm khớp. Và tác dụng thứ 8 là giảm cái triệu chứng đau nhức. Những người mà bị cái hội chứng khó nuốt, đó, tức là rất khó khăn khi mà nuốt thức ăn như là bị mắc kẹt trong thực quản, thay vì di chuyển đến dạ dày, uống nước ấm có thể giúp những người bị đau bụng tiêu hóa thoải mái hơn. Thứ 9 là giảm mức độ căng thẳng. Thì uống nước nóng giúp cải thiện các cái chức năng của hệ thần kinh trung ương, bạn sẽ cảm thấy bớt lo lắng. Và thứ 10 là giảm độc tố. Khi mà uống nước nóng hoặc là tắm nước ấm thì cái hệ nội tiết cơ thể kích hoạt, dẫn đến cái hiện tượng là đầu đổ mồ hôi, giúp thải độc và cái chất kích thích do tiếp xúc với môi trường. Và lưu ý là khi uống nước nóng buổi sáng và buổi tối thì các bạn cần phải chú ý như thế này, tức là uống nước quá nóng có thể làm hỏng các cái mô trong thực quản, đốt cháy vị giác và làm hỏng lưỡi. Và không nên uống nước nóng nếu bạn làm việc trong cái môi trường, cái điều kiện là khí hậu nóng hoặc là tập thể dục, có thể thêm một chút cam quýt, chanh vào nước trước khi uống. Quý anh chị thân mến, đấy là một số các cái thông tin về việc mà uống nước ấm vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Nó sẽ mang lại rất nhiều các cái lợi ích. Và trên đây đấy chính là 10 cái lợi ích mà uống nước ấm mang lại. Và cũng mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích. Và bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.